Anh Thư xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Time Vision. Kính thưa quý vị, tuần vừa rồi Thư có một cái bài nói chuyện về hướng nghiệp cho các em ở đất Mỹ, và đồng thời được rất là nhiều phụ huynh liên lạc và hưởng ứng cái bài nói chuyện đó, và họ đặt rất là nhiều câu hỏi. Thì sau đó thì thấy là tại sao không làm thêm một cái buổi nói chuyện về cái ngành hướng nghiệp cũng như là cái ngành nghề liên quan tới những cái ngành y hoặc ngành luật. Thì hôm nay Thư có những vị khách mời trong chương trình của Thư hôm nay. Thưa quý vị, xin quý vị đón mời bác sĩ Nghi Phan và dược sĩ Linh Nguyễn và nha sĩ Nghị Trần. Dạ, thưa dạ. Quý vị, thưa nếu những vị khách mời của Thư có thể giới thiệu sơ về mình cho khán thính giả nghe được hay không? Dạ, em là bác sĩ Phan Bảo Nghi, chuyên khoa về nội khoa và nhi đồng. Em là của cơ hội y nhà dược, năm nay năm chót của làm chủ tịch. Thành ra là tuổi trẻ tài cao, vừa là chăm sóc em bé giỏi, tại vì nhi khoa mà phải không? Nhi khoa chăm sóc em bé giỏi mà lại vừa rất là tài năng, vừa là người leader trong nhóm nữa, phải không? Không dám. Nhưng mà sau đó là cái nhiệm kỳ của em là năm 2013 tới 2014, yeah, phải không? Yeah. Thì giờ sau đó là Linh Nguyễn, dược sĩ Linh Nguyễn là cái người sẽ kế nhiệm. Yeah. Thì cái nhiệm kỳ của Linh sẽ là từ năm 2015 tới 2016. Ok. Thì Linh sinh hoạt trong cái nhóm bao nhiêu lâu rồi? Cái này là cái hội y nha dược, phải không? Yeah. Dạ, chào chị và xin kính chào quý khán thính giả. Em tên là Linh Nguyễn, dược sĩ làm cho Walmart. Thì em sinh hoạt với nhóm y nha dược cũng bắt đầu từ nhiệm kỳ của Nghi là 2013-2014. Thì em sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới là 2015-2016. Dạ. Thư rất là cảm kích những cái tài năng trẻ trong cái cộng đồng người Việt Nam mình, không những là giỏi về cái chuyên môn của mình, còn rất là tích cực trong cái việc mà đóng góp xây dựng cộng đồng Việt Nam. Và đây là những cái người tiêu biểu, và Nghị em cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, phải không em? Em có thể nói sơ cho khán giả nghe về em hay không? Chào chị Thư. Nghị là nha sĩ ra trường mới đây 2 năm, mà Nghị sau khi ra trường học San Antonio về thì Nghị rất là muốn giúp cộng đồng, giúp các em, nhất là ở Dallas Fort Worth này, biết thêm về cái ngành nha của Nghị, những kinh nghiệm của Nghị, cho nên Nghị đi làm những việc thiện nguyện, volunteer, yeah, trong cái hội nha dược này. Thì Nghị là rất là active trong nhiều cái nhóm, cái hội trong cộng đồng, chứ không phải là hội y nha dược không. Nhưng mà hôm nay vì cái thời gian giới hạn, có thể xin phép quý khán giả chúng ta chỉ nói về những cái tin tức rất là useful, rất là giúp ích cho các người mà muốn tìm hiểu thông tin cũng như muốn tham gia về hội y nha dược. Thì Linh có thể nói sơ về những cái hoạt động của hội như thế nào không Linh? Dạ. Thì hội y nha dược của tụi em là có ở cộng đồng Dallas Fort Worth này cũng gần 20 năm rồi. Thì những cái hoạt động chính của tụi em là làm health fair, là những ngày y tế để giúp đỡ cho cộng đồng, không những cộng đồng Việt Nam mà cộng đồng, tất cả những cái cộng đồng chung quanh, như là chung quanh người Asian đó. Thì phần một năm tụi em có cỡ khoảng 4 cái health fair cũng rất là lớn, có tới 200 tới hơn 200 người tới. Thì tụi em giúp đỡ về khám tiểu đường, cao mỡ, tuyến tiền liệt, viêm gan, rồi có những dịch vụ khác nữa, thì có chích ngừa cúm, không có tính tiền. Những cái dịch vụ này đều là miễn không phí có, hết. Đều miễn phí hết, không có tính tiền. Thì tụi em cố gắng làm trong vòng cái Metroplex của mình, giống như Garland, Dallas, Arlington cũng có. Và một lát nữa thì Nghi với Nghị sẽ nói thêm một phần đông những cái hoạt động khác của tụi em. Nhưng mà có ngày hướng nghiệp là Career Day cho ngành y tế. Rồi Nghị thì làm về cái hội để mà giúp đỡ các em volunteer với tụi em, rồi sẽ giúp các em interview, rồi giúp các em viết là lá thư
recommend để đi vô trường học trường y. Của trường y dược hoặc nha. Thì hội dự định là tổ chức cái ngày career day mà liên quan tới cái ngành y tế vào lúc nào vậy mọi người trong hội? Hiện tại với tụi em plan chắc là khoảng vòng tháng 7 và tháng 8. Cái nguyên nhân là tại vì cái học sinh về high school về tốt nghiệp xong á, họ sẽ bắt đầu college vòng giống tháng 8 họ sẽ vô. Thì trong cái thời gian đó thì họ phải chọn cái major, chọn những class, chọn cái ngành nghề nào. Hoặc là họ muốn, ví dụ một là sau khi high school là sau đó cho tháng 7, tháng 8 bắt đầu phải suy nghĩ chọn cái ngành nghề nào họ muốn vào, muốn học, phải không? Thành ra cái hội y nhà dược muốn tổ chức cái ngày career day để giúp các em kiểu như là tìm hiểu thêm những information, những tin tức liên quan tới cái ngành y nhà dược, phải không? Thường là cái ngày career day kéo dài một ngày liên tục hay là một weekend hay là như sao ha? Tụi em là thường làm ở đó là trong một ngày. Có những cái hội kia họ làm vẫn làm career day nhưng mà họ làm về cái panel của họ đó là tất cả những cái ngành. Mà tại vì tụi em là cái ngành về y nha và dược á, thì tụi em sẽ focus trong những cái field về cái y học, giống như là về nha, về y, về dược, về nursing, PA, tất cả những cái đó. Thì tụi em sẽ đem những cái người speaker tới, những student mà đang học bây giờ ở trong đó tới luôn, để cho có thể giải thích cho cái người đáp, giải đáp những câu hỏi cho những, không những cho học sinh mà về cha mẹ của người ta đó. Tại có nhiều người họ hay hỏi là học bao lâu, tốn bao nhiêu tiền, rồi phải làm sao mà mình build cái resume để cho mình có thể mình apply á. Thật ra cái ngày career day rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và tôi rất là mừng là quý vị vừa bận rộn với công việc riêng của mình nhưng mà đồng thời cũng bỏ cái thời gian, cái công sức ra để làm việc thiện nguyện, để giúp mọi người trong, kiểu như là các em mà muốn học cái ngành đó, cũng như là đưa cái information tới cho phụ huynh các em. Thì đó là một điều rất là hữu ích. Thì theo tôi thấy á, nhưng mà thường là tổ chức như vậy là hàng năm phải không? Cái ngày Career Day là hàng năm. Và cái website, link có thể cho mọi người biết website, và có thể là chắc là Đài TV cũng sẽ biết cho mọi người khán thính giả biết, nhưng mà cái website của hội là cái gì? Thì tụi hội y nha dược cũng có một cái website gọi là www.vhpa.dfw.com. VHPA có nghĩa là Vietnamese Health Professionals Association. Thì nếu mà cha mẹ hay các em có cần hỏi gì thì có thể lên đó để liên lạc với tụi em, và cũng có thể lên đó để coi hình, coi những cái hoạt động của tụi em, coi tin tức là những ngày nào sẽ có cái ngày y tế kế. Thì tụi em đang chuẩn bị cho một cái ngày y tế vào tháng 1 ở Asian Times Square ở Grand Prairie á. Thì information, tin tức sẽ bỏ lên trên cái website. Thì theo quý vị cũng thấy là hội có những cái hoạt động rất là hữu ích. Đặc biệt bác sĩ Hạnh cũng là một người cộng tác với Đài Sài Gòn Television, có một cái show rất là hào hứng, rất là hay nữa. Thành ra quý vị vừa xem show này phải coi xem show của bác sĩ Hạnh nữa, phải không? Tại vì quý vị cũng có hợp tác chung với bác sĩ Hạnh trong cái vấn đề đó. Thì bác sĩ Hạnh thật ra là một trong những hội viên của tụi em. Thành ra là kiểu như là đây là một cái giống như là một cái group project luôn, phải không? Vậy thì quá good rồi. Nhưng mà hình như là Thư được biết là hình như là bác sĩ Nghi thì vẫn còn độc thân hả? Tại vì cái show này nhiều khi mình cũng đi, muốn đem thông tin bổ ích lại cho cộng đồng, phải không? Một người, một chàng trai mà tuổi trẻ, tài cao mà đóng góp cho cộng đồng, mà cao ráo đẹp trai như mày mà độc thân chưa có cô nào thì cũng hơi tiếc. Thành ra là mình phải thông báo ra mọi người, phải không Nghi? Nhưng mà nói chơi vậy thôi, chứ rất là cảm ơn mọi người đã bỏ cái thời gian và đến đây hôm nay và đem cái tin tức lại cho mọi người, cho cộng đồng. Thì một trong những cái vấn đề mà Thư được liên lạc bởi những cái người xem cái chương trình của Thư vừa rồi á, thì người ta hỏi là kiểu như mình có nói sơ qua cái vấn đề nếu mà
các em mà đi vào những cái ngành nghề mà thực sự các em không muốn á, nhiều khi nó gây cho cái những cái trở ngại về sau, có thể là trong cái quá trình học nó không có được trọn vẹn, hoặc là cho dù các em học xong rồi thì tới khi ra hành nghề á, thì cái ngành nghề đó các em không có enjoy, không có thích á, thì nó gây ra một cái việc mà nhiều việc đáng tiếc có thể xảy ra, có thể là stress, có thể là bỏ nghề cái luôn, hoặc là nhiều khi dẫn đến cái việc mà ảnh hưởng tới tinh thần rất là nặng. Thành ra là sẵn có những quý vị khách mời ở đây, Thư cũng xin hỏi thêm một vài chi tiết về những cái kinh nghiệm quý vị. Chẳng hạn thì bây giờ Nghị học về ngành nha, thì hồi đó tới giờ đó, thì Nghị thấy cái hồi bé tới giờ Nghị lúc nào cũng muốn làm nha sĩ hay sao? Bắt đầu nhổ răng hả? Từ nhỏ là đã nhổ răng rồi hả? Không, từ là nhỏ lớn em đâu có muốn làm nha sĩ. Thật sự ra đó, hồi xưa đó ba mẹ muốn cái ngành nhà, ai cũng muốn con mình cũng được cái thành bác sĩ, nhất là con Việt Nam mình, châu Á mình. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng được, Nghị cũng được như là giống như thành công như ý ba mẹ muốn, thì coi như là cái thời gian mình để đi vào commercial quảng cáo, xong rồi sau đó mình sẽ tiếp tục để trao đổi ý kiến với quý vị khách mời của Thư và trở lại câu chuyện với Nghị. Xin quý vị giữ màn hình để chúng tôi có dịp trở lại và chia sẻ tiếp những tin tức trong vài phút.